chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm. Ban đầu là em ôm cái bồng lại, cái em đứng phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngủ bồng ngại và em cân cái bồng trong. Rồi người dân đi qua lại nó cứ bẫy bẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao lắm kêu. Trời, tối giờ người ta đang bẫy bẫy mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây vậy, đứng ngay cây cột mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi đầu anh nghiệp. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha, giống là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy, phải không quý vị? Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi, em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ cũng xí, qua xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi mà tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em, nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi, mới cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần hỏi lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực chất là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh, đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa, người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12, sau đó 10 ngày là tới Noel á, cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin phong long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. Tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Không, đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó, em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con búp bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đây. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em. Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi trời, em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bồng lại, cái em đứng phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngủ bồng ngại và em cất cái bồng trong. Rồi người dân đi qua lại nó cứ bẫy bẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao lắm em kêu. Trời, tối giờ người ta đang bẫy bẫy mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây vậy, phải đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi chị. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi đầu anh nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngũ lan chuyên nghiệp. Ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ.
thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó, không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... Mẹ đánh anh nó luôn á chứ tao giỡn hoài. Mẹ anh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn đó. Anh hỏi nè, trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng sợ có sợ chứ được. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cành trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ, trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em mà em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ, trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Trời có ơi. Nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn không biết. Là hiểu hả? Ở quê gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lan chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Mà tới sáng là đúng rồi. Là, sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận anh lắm, em đòi chia tay á chứ, xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn cái gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu của tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Nhưng mà sao? Tới em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng trai con nít thiệt mà. Thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ gì kỳ quá, nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại cặp chút xíu. Cặp này quá đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ.
Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Tự giới thiệu, em là Lưu Thiện Duẩn, em năm nay 33 tuổi, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Bên công việc gì? Dạ em làm bên ngành môi giới bất động sản ạ. Dưới đó đất giờ còn miếng nào ngon không em? Tại chắc chắn là còn nhiều chứ anh. Giới thiệu cho anh nghe. Rồi nói tới chiều luôn bây giờ. Đất đai ở dưới đó là mênh mông á. Nhớ nghe chưa? Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, Trần Quốc Thuận. Em tên là Ngọc Dung, nay em 29 tuổi. Công việc của em là kinh doanh online. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau đấy là em là người tuyển dụng nhân sự, thì vợ em là người đến tuyển dự. Cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là vợ em xấu. Xấu? Dạ. Làm mà tôi cứ tưởng là lần đầu tiên gặp nhau là gặp cô này là em bị tiếng sét ái tình bởi cổ. Quý vị có đồng ý là cô dâu quá đẹp không? Dạ, tại vì là em cũng không có để ý lắm, thì cái khuôn mặt lúc đấy thì hơi xương xương và hơi gầy. Đó thì em cảm thấy xấu vậy thôi, nhưng mà khi mà xong buổi tuyển dụng thì ra ngồi uống cà phê với nhau á thì em lại thấy cũng có cái nét rất là dễ thương. Cái gì? Không mặt, dễ thương. Hết xương, quá thương rồi đó. Dạ. Rồi còn em sao? Em cảm xúc đầu tiên khi em đối diện chồng thì sao? Lúc đó ảnh trắng bóc rồi mà ảnh cao, ảnh ốm, chỉ có 60-62kg thôi. Tức là tươi hơn bây giờ đúng không? Dạ, đúng rồi. Đẹp trai, ăn mặc thì là đẹp lồng lộng đó, vậy. Dạ, đi ừ, đẹp Hàn Quốc gì đó. Ừ đó. Nghĩa là tuyển dụng xong thì em mới ra ngoài em ngồi uống nước, em nghỉ xong em mới về. Thì xong ngồi đó thì một lúc thì tự nhiên thấy ảnh ra, cái thấy ơ em ở đây, chỉ cái là mấy ảnh mới thôi anh ngồi chung, cái hỏi thăm qua lại mới biết là hai vợ chồng ở thì trong thành phố Thủ Dầu Một luôn. Là ở gần gần đó, thì em học phía sau Đại học Bình Dương đó, thì ảnh ở gần, khi nào rảnh thì nếu mà có duyên gặp lại thì mời cà phê. Xã giao vậy thôi, xong rồi về. Rồi sau đó thì có gặp lại nhau tiếp tục nữa không? Có chứ, tại vì khi mà ngồi uống cà phê á thì lưu số điện thoại vào trong máy rồi, thì 2-3 ngày sau em mới lục trên danh bạ ra thì cũng thấy số, rồi em mới nhắn tin. Nói chuyện thì lúc đấy thì bạn gái thì cũng chưa có. Mà cũng mới từ ngoài Bắc vào nên là cũng hơi buồn buổi tối, cho nên là mới nhắn tin rồi nói chuyện. Rồi cũng tán tỉnh chút xíu thì mới mời đi uống cà phê. Rồi sao nữa thì... tới chưa? Rồi, tới luôn chưa? Chưa tới. Còn dài lắm, 3 tháng xong mới yêu cơ. Thì uống cà phê thì em mới phát hiện ra thì cô gái này cũng còn nhiều cái rất là dễ thương. Ví dụ? Thứ nhất là cái nụ cười thì em rất là thích. Với lại cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em, đúng như mong muốn của em. Ví dụ? Rất là nhanh nhẹn, tháo vát. Phát hiện ra cái bí mật gì mà nó lư hơn hơn đâu. Có chứ. Thì cái đấy thì nó cũng hơi mắc cười và cũng hơi tế nhị. Kể nó không sao đâu. Thì cái đấy thì vào cái buổi đó, buổi cũng nói chung là yêu nhau rồi. Thì tối hôm đấy thì hai đứa đi chơi, thì em chở về tới nhà á, thì hai đứa đang đứng nói chung là lưu luyến một xíu nữa rồi mới về. Thì đang nói chuyện thì tự nhiên thì vợ em thả bom một cái thôi. Từ cái tình huống đó thì tự nhiên thấy hai người gần nhau hơn một xíu nữa. Nói chung là nó ngoài ý muốn. Cái là em thì cũng đang nói chuyện, em cũng bắt mạch với chị khác luôn, thì anh cũng biết như vậy. Thì anh cũng bắt với chị khác thôi, nhưng mà nghĩa là mình về thì mình cũng quê. Anh này thì anh nghĩ suốt trong đời anh luôn. Thế bây giờ là anh nghĩ là sau này mà anh phải đem cái chuyện này anh nói cho con, xong mà anh nói cho mẹ. Anh cứ dùng cái đó uy hiếp. Uy hiếp là sao? Đấy là ví dụ như mà em ngoài không chịu làm chuyện gì cho ảnh là ảnh uy hiếp anh. Dạ, sẽ dạ đúng này rồi đó, anh uy hiếp, anh uy hiếp chuyện đó. Em nghịch hay là em nghịch ngợm là anh uy hiếp. Coi như ngoài cái chuyện mà ảnh đã lỡ kể cho chị Min với tất cả mọi người nghe rồi, ảnh đã kể cho ai nghe rồi? Dạ chưa, anh kể chương trình này không, với em không nghĩ là anh kể. Thật sự là chồng em rất là chính miệng, rất là ý tứ. Nói chung là em có một người chồng rất là thương em, rất là ý tứ. Cái chuyện thả bơm là không kể ai nghe hết, anh chỉ kể cho toàn quốc nghe thôi. Nhưng mà anh này dễ thương, không có gì.
Dạ. Mới đầu thì mình hơi sốc chút xíu nhưng mà sau đó là dễ thương đúng không? Em trêu ảnh thôi. Tại vì ở trong nhà thì là làm cái gì vui, buồn hay này kia là đều một mình em. Nói chung là một mình em khuấy cả cái gia đình. Cho nên là những lúc mà nghịch ngợm hay này kia mà anh đang thách em mà đứng lại anh sẽ bắt là anh sẽ đánh anh chết. Ví dụ vậy đó. Thì là em đâu có dạy gì, em đứng lại em vừa là em vừa đi em vừa ngoáy, em vừa chơi, em vừa chọc tức hết xong rồi là anh tức thêm chơi xong rồi em chạy. Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ khoảng 3 năm. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Vậy là gần 5 năm rồi đó, vợ dạ. Chồng quá son. Tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Ôi hèn gì mới chơi được trò đó. Rồi sau khi cưới về thì vợ em còn có những tật xấu nào đáng yêu không? Không còn tật xấu đáng yêu nhưng mà còn cái tật xấu không có vui. Đó là rất là làm biếng ăn. Lười ăn đúng không? Lười ăn và biết mình đang bị bệnh nhưng mà cũng rất là làm biếng ăn. Không ăn bữa bữa ăn không đúng giờ. À bệnh là bệnh cảm này nọ đồ. Đau bao tử. Ồ nguy hiểm lắm. Mà làm biếng ăn hả trời? Ngay cả cái lúc em đi làm mà em không có nhà, bố bữa hoài, nói hoài không được bao nhiêu năm không được. Còn em? Chồng sao? Kể tật xấu. Chồng em có tật xấu gì? Anh quá ít nói. Và anh có những cái lý do biện minh về cái sự ít nói của mình nó rất là khó chịu. Thì là tại vì nếu mà mình không nói rõ ràng thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ràng. Anh cứ im lặng, ai nói đúng cũng im, sai cũng im, chửi cũng im, nói chung cái gì cũng im. Ví dụ cụ thể như là bạn bè hay là ai đó mượn tiền, nó không phải là mình khó khăn trong chuyện đó nhưng mà cái tính em là em phải rõ ràng và cái gì cũng phải nói cho rõ. Thì bạn bè mượn tiền thì mượn xong rồi vài ngày trả ví dụ như vậy thì cũng được, nhưng cái vài ngày đó là có thể kéo lên tới vài năm. Nhưng mà không bao giờ anh hỏi, anh cứ im lặng. Xong em hỏi sao anh không hỏi, anh nói thì hỏi gì hỏi, nếu mà người ta biết điều á thì đúng ngày đúng giờ ta trả. Còn người ta đã không biết điều thì mình có nói thì cũng không có được gì, mình nói chi. Là đó là lý do. Xong hoặc là ai mà gây gỗ hay là làm cái gì mà khó chịu bực mình làm sai với mình á, em hỏi sao anh không nói rõ là như vậy mình không thích hay này kia chứ. Thì anh nói gì chi, trách mình chi, chẳng lẽ mình trách người ta thì mình bằng người ta rồi. Thì cũng là một lý do để cho sự im lặng tiếp. Như vậy cái này đâu phải là ít nói mà là không có muốn làm người khác bị tổn thương. Chứ còn ít nói sao em rủ được người tham gia chương trình này? 100% là vợ em tác động đi đấy chị. Mà nãy giờ thấy hỏi tới đâu trả lời tới đó mà cũng nói nguyên bác lắm chứ đâu có ấy đâu. Ví dụ như nói luôn cả được cái bí mật của vợ. Ảnh nữa là ảnh hay kể nể người khác lắm. Ảnh kể nể trong tất cả. Cả nể và sợ người khác bị tổn thương và đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không nghĩ tới em. Có nghĩa là anh không nghĩ tới tổn thương của vợ. Cái thời gian gần đây á là khoảng 2 tuần nay là em rất stress. Tại vì em kinh doanh thì cũng lâu rồi. Cái đầu tháng với lại cuối tháng là công việc nó rất là nhiều. Tại vì nợ tiền hàng hóa rồi là buôn lên đơn, xỉ lên đơn là nó rất là căng thẳng. Em có phải làm việc là 24/24 gần là như vậy. Thì cái bữa đó là mới sửa sang lại cái shop cho em là gắn cửa kính rồi gắn máy lạnh, làm thêm kệ. Thì bữa nói là em nhờ anh đi giao hàng. Thì anh đi em về, anh vừa mới về tới nhà thôi. Anh kêu em nhanh lên đưa anh đi. Tại vì anh chuẩn bị đi đá banh. Em ấm ức rồi thì em phải vừa bỏ ra anh chạy ra lấy hàng đưa anh đi nữa. Anh đi nữa thì đi xong rồi vừa về tới nhà là anh đưa tiền cho em để em trả tiền cho thợ. Xong đó là anh quay xe anh đi một phát luôn. Mà lúc đó là nhà thì là mẻ kiến đó, rồi là cát bụi, nói chung là nó ngập đầu á. Mà đơn hàng thì nó đè nhóc ra một mình em, xung quanh không có ai hết, là tự nhiên cảm giác một mình nó bị cô độc. Mà giống như là mình không hiểu là tại sao mình phải làm hết như vậy. Xong em mới vào, em ngồi ghế mà em ngước mắt lên mà em khóc ấm ức mãi được 30 phút á, cho nó hết cái giải tỏa của em. Xong em mới đứng lên em dọn dẹp rồi em mới bắt đầu là bình tĩnh, rồi em mới nhắn tin cho ảnh. Thì em nói là anh làm như vậy anh có thấy cái sự tổn thương ảnh hưởng tới em không? Ảnh không trả lời luôn. Thì lúc về nhà tối em xem lại hai tin nhắn ở trong máy không còn, em không biết ảnh xóa hay ảnh không nhận được, em không biết. Là tới giờ em cũng chưa có hỏi, là cũng hơn tuần rồi. Chiến tranh lạnh, ảnh về em cũng dọn dẹp hết rồi, nhưng mà trong người em là lúc nào cũng chực trào, là em nghẹn ngào lên á. Xong rồi tối Linh ngủ thì ảnh lên ảnh ngủ ngáy hò hò rồi cả nguyên một đêm, em nằm khóc tới sáng. Sáng vậy sưng mắt thì anh cũng đâu biết, đi làm bình thường đó nghe. Hôm sau thì cũng nói chung chiến tranh một ngày nữa. Rồi sau đó thì chương trình mới gọi. Thì lúc đó em mới nói chung là em thích những cái chương trình, thích chương trình này lắm, em mới vui lên một chút. Tức là em mới suy nghĩ rồi thôi thì của hai vợ chồng cũng bình thường. Bây giờ là vợ em kể ra thì em mới biết đúng không vậy? Dạ em biết chứ. Tại em biết vợ em khóc nguyên đêm không? Cái nguyên đêm thì tại vì em ngủ làm sao em biết. Lúc trước là em cũng không đi đá banh đâu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái mức độ nhậu nó hơi nhiều, cho nên em cũng dành thời gian để đi thể dục thể thao, cho nên theo cái ý của vợ.
cứ chiều lại là em đi đá banh à. Đó thì hôm đấy thì công việc á, thì người ta đến người ta làm cũng gần xong rồi, giờ chỉ còn dọn dẹp nó thôi. Em bảo là để tí nữa rồi anh đi đá banh về rồi anh dọn cho. Nhưng mà tại vì vợ em có cái tâm lý hơi nặng, hàng hóa nhiều quá thì sẽ chết, thì cái đấy em thật sự em không biết. Đó, cái đấy là cũng là lỗi của em, không có để không quan tâm đến. Nên là cái hôm đấy thì em cũng thấy vợ em như vậy thì em cứ để im rồi một ngày, hai ngày rồi vợ chồng cũng lành lặn lại thôi. Dạ. Chị thấy vậy nè, hai đứa qua cái câu chuyện của tụi em á, chị có cái cảm nhận á là vợ em là một người phụ nữ giỏi đúng không? Giỏi giang. Dạ, rất là giỏi. Giỏi giang, quán xuyến và rất là biết điều. Dạ. Thì thường á, những người phụ nữ như vậy á, họ hay che giấu những cái điều họ mong muốn ở đối phương. Tại vì tức là mình cứ nghĩ là họ sẽ phải cảm nhận được cái điều mà mình đã cố gắng, những cái điều mình đã hy sinh chu toàn cho cái tổ ấm của mình. Nhưng mà cái điều mà em muốn á, nó vượt cao lắm, mà không phải người đàn ông nào họ cũng làm được cái điều đó. Ừ. Ý chị nói đây là như vậy. Thành ra là em phải chấp nhận cái mà chồng em đang có là ở cái điểm tốt trước. Cái thứ hai, khi chồng em như vậy thì em phải chia sẻ. Có nghĩa là em đừng có để chồng em đón ý em. Em phải nói, ví dụ như ngày hôm nay em nói, chồng em sẽ hiểu, chồng em sẽ thấy được là công việc của em là như vậy, đúng không? Rồi thì em cứ tỉ tê em nói, anh ơi thế này thế nọ kia. Còn về phần em phải tập bỏ cái thói quen tự chịu đựng một mình và tự stress. Bởi vì em biết sao không? Khi em có con, cái stress nó lên rất nhiều, tức là nó còn nặng hơn như vậy nhiều lắm. Và như vậy nó rất dễ đi đến vấn độ là trầm cảm sau khi sinh. Mà cái đó vô cùng nguy hiểm. Cái đó mình bị mất ý thức luôn, tức là mình không biết mình bị luôn. Em hiểu không? Thì em phải tập từ bây giờ. Chị nghĩ chắc vợ chồng em đang mong mỏi có con đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì á, em nhiều cái stress như vậy quá, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề đó. Có con nữa, đúng không? Thành ra mình phải thoải mái. Thậm chí em phải tập cho em vô tư đi một chút xíu, vô tâm đi một chút xíu, để đừng có cả nghĩ nhiều quá. Mệt đầu á là khó có bầu luôn. Cô bé vô tư giỏi hơn chút xíu đi. Không có nói thiệt, cái đó là có lợi cho cả đôi bên. Cái đấy em mong muốn lắm đấy. Thiệt, chị nói thiệt mà. Em nhiều lúc em vô tư là vì em muốn vợ em như vậy. Bây giờ phải thoải mái, phải relax lên em. Chúc ta có con đi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng em mau chóng có được một em bé kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình của mình ha. Trong năm 2018. Đó là nhớ báo tin cho chương trình biết nha. Rồi, cảm ơn tụi em. Cảm ơn em. Dạ, em tên là Vũ Đức Hiếu, năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kho ở siêu thị. Em hiện đang ở đâu? Dạ, em ở thành phố luôn. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Đúng chưa? Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em là Trần Thị Thủy Tiên, em năm nay 21 tuổi. Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé. Đã có em bé rồi hả? Lâu chưa? Dạ, em bé được 8 tháng rưỡi. Xin chào bà mẹ trẻ. Cô gì? Cô mẹ trẻ. Rồi, Hiếu và Tiên, hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị. Thì tình cờ gặp nhau thôi, lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả. Thì vô tình có một cô bạn nói là con trai ở trong đây á, sao thấy không có ai mà được gì hết trơn. Không có ai gọi là đàn ông hết. Xong rồi cô bạn đó của em thì mới chỉ ra đối diện là: nhưng mà tao thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói: trời đất ơi, đàn ông gì mà mông to quá. Lúc đó là để cái mông luôn rồi. Dạ thì chưa có thấy cái mặt. Chưa thấy cái mặt. Chắc đang khờm xuống. Đang khờm xuống lấy cái gì á. Dạ thì thấy là trời ơi, đàn ông gì mà sao mà mông to quá. Đàn ông mông to quá kỳ lắm. Thì bạn em cười nói vậy mới là đàn ông. Lúc thấy cái mặt thì sao? Mặt chồng lúc nào cũng hồng hồng, nhìn thấy ghê lắm. Không cười cho nên dạ, không thấy cái răng khểnh luôn. Dạ không thấy gì. Vậy á, tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy thấy mông to thôi. Dạ thấy mông to. Còn bạn này, tối em làm về, cái chị này chị add Facebook, cái em thấy cái hình sao ai mà nhìn lạ quá. Mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết. Cái em cũng kết bạn luôn. Cái sau em mới hỏi là ai vậy. Cái chị này chị mới trả lời là em làm chung công ty với anh. Cái xong em mới nói là ủa làm gì có, anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu. Cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chị mập.
Mặt chỉ tròn lên nhìn dễ thương á, còn giờ chỉ gầy, với đó là em mới không nhận ra. Rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao? Hết hồn. Hết hồn. Hết hồn vì lý do gì? Hết hồn đẹp vì sao? Vì không có giống như trong hình. Thứ nhất là gầy, thứ hai là không có giống như trong hình một xíu nào hết. Em mới bỡ ngỡ, à thì ra là cái cô này. Nhưng mà vậy thì sao quen nhau được? Dạ không phải anh nói quá chứ, ở ngoài cũng cỡ 80% như hình rồi. Không, nhìn em có nét khởi mi bộ. Dạ thì lúc đó chỉ có nói chuyện qua lại như bạn bè thôi. Thì có một lần ảnh giúp em là ảnh dẹp loạn cho em. Dẹp loạn là sao? Cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này mà chị này không có thích, cứ đi theo hoài, đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn. Thì em thấy vậy cái em tức. Nếu mà đã thương thì đã khác rồi. Thì người ta đã sẵn sàng cho chở. Còn này chị này chỉ trốn, chỉ nhờ em chở về. Qua bữa sau các em hẹn ra nói chuyện cho xong. Là từ bữa đó trở đi là anh này từ bỏ luôn. Em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn? Thì em kêu là nếu mà anh tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chở này nọ rồi. Còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa. Cố quá thành quá cố. Còn bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Trong khoảng chắc cũng một tháng. Rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới? 7-8 tháng. Ủa sớm dữ vậy? Trời, lý do? Lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không? Dạ đúng. Dạ. Tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn, chín chắn hẳn, không có mê chơi. Có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó. Tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng. Thì vô tình một lần em phát hiện là thấy anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì. Cái em mới nhắn tin em hỏi anh, ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi? Cái anh mới nói chứ, thôi anh nhường cho em ăn phở, ăn bánh mì được rồi. Rồi biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao? Dạ, dạ với lại lúc... dạ với lại lúc mà đi chơi chung á, thì anh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều đó. Ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cây á. Ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu. Khi nào mà em mập lên được 48kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của anh. Cuối cùng thì có lên 48kg được? Dạ không? Không, lên có 1kg. Dạ ăn quá trời ăn. Ăn kinh khủng lắm, người ta gọi là ăn như hạm luôn á. Không ăn được cái. Như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới. Dạ. Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm. Nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. À không gì ra gì. Dạ. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này, giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. À. Tại vì ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em á thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về, anh không có thấy. Mà nhiều khi một ngày mình chăm con một mình xong rồi á, mệt quá, nhiều khi buổi trưa á, em ngủ quên. Có khi ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều á, em mệt. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi. Thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi mới vừa dỗ ngủ được chút chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dậy mất tiêu. Con gái à? Dạ, chỉ dậy mất. Mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em á ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì ảnh thì anh là không đồng ý. Ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé nó còn nhỏ. Thì em giải thích cho ảnh, anh không có hiểu. Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó. Nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ dính rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì ảnh thì anh không chịu. Ảnh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ, rồi hả lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ, vợ em mới khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói. Vợ em là thường xuyên đút con của em ăn bột là nó dính đầy ngửa chân hả? Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chơi dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà
kể về cái chuyện mà chăm sóc con á. Dạ, trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về. Chị nói nè, tâm sự đi. Tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Dạ. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi, nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà, quét nhà này nọ. Rồi mấy cái thau đồ, tắm của con cũng quăng lung tung. Rồi nhiều lúc em cũng bực, em dành làm thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con thì để em làm cho, nhưng mà làm không có được. Dạ, tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm, thì em muốn là anh giữ con để cho em làm. Cái tính của anh rất là khó chịu, tại vì em bị cẩn á, em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Yeah. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả, anh quét lại cỏ đống luôn nè. Nhiều khi em cũng bực, anh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Thí dụ cái câu chửi lộn nào mà em cảm thấy bức xúc? Con em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong, thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc. Mình á thì mình muốn chăm con, mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh á thì hả, ảnh cứ nghe con khóc rồi xót đúng không? Dạ, ảnh xót. Nhưng em cũng xót nữa, em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà ảnh không có hiểu, ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em. Ảnh xưng mày tao, anh cười mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc á em coi trên một cái chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng á nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới hát anh ơi, mình thử mình đó. Kêu vợ chồng xưng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt mày tao suốt mày tao suốt. Ai biểu trời ơi đi coi. Không cái chuyện nào vậy? Vợ chồng đậu. Vợ chồng đậu kêu mày tao không à? Nhưng mà hả, em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi, về sau thì không được gọi. Nhưng mà ảnh cứ ê mày, lại nói chuyện em làm gì anh cũng ê mày rồi cãi nhau, ảnh cũng mày tao với em luôn. Rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nói sao? Mẹ chửi ảnh, nhưng mà mẹ không có la anh trước mặt em. Nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á, lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á. Thì mẹ chồng á phải không? Dạ. Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty. Ảnh cũng dạ thưa nè, ở xong rồi ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi. Xong tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời ơi. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không? Dạ có. Mẹ em nói là hả, nói mà nói mày tao á, mày tắt cái mặt nó cho đúng. Mày tắt cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tắt cái mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu á thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần á, có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á, cái ảnh húp nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Ôi đó, ôi. Lúc đó hả, em giận sôi máu luôn. Nhưng mà anh giỡn hay là anh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em hiểu. Thiệt hay là giỡn? Dạ hay, vừa giỡn vừa thiệt. Tại tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong thì lấy tạp luôn. Mà đâu có dính nhiều đâu vậy, dính lên tường hết rồi. Xào, dính tóc, dính một ít dính vô tóc à. Có bao giờ em bị vợ em luôn có những hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của bà, chỉ tự nhiên chỉ lấy nguyên chai nước lạnh chỉ ngồi chỉ đổ hết vô người em luôn. Trời ơi! Thì trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm. Ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần game cãi nhau như vậy thì có phân có bất phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không? Dạ thường là ảnh thắng mà. Tại vì ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não thì vậy ra thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á tụt cánh si hoài luôn. Mà mỗi lần vậy ảnh sợ mà ảnh không có chừa. Ảnh làm sợ nữa. Không chừa. Dạ ảnh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ còn.
nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi, mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh, là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến, em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo, đó là đừng kêu bằng mày tao nữa, có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Ừ. Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không? Em hãy là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì. Nắm tay luôn nhau và nói. Rồi hứa luôn. Đó, vậy đó. Đứng lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ tới đây sẽ không xưng mày tao nữa. Ừ. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. Đó, chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á. Em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Vậy sao? Tại vì á, mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi. Thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi, gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng. Hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà cho nó gọn gàng á, là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á, mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị biết. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học. Chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức. Hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng search những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau. Chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy, rồi sinh ra rồi mày tao, rồi nổi cơn điên lên, rồi đánh lộn nhau, rồi y xèo, rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Ok. Chung tay nghe ha. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc. Em tên là Vũ Văn Tuyền, em đến từ thành phố Pleiku. Năm nay em 28 tuổi. Tuyền không? Dạ. Em là một nông dân. Nông dân? Dạ. Còn đây là em. Xin chào cô Hồng Vân với anh Quốc Thuận. Em tên là Lý Thị Phượng. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán. Và giờ cũng sắp là một nông dân. Sắp là một nông dân? Có nghĩa là về Pleiku luôn? Dạ. Tức là về phụ công việc đi. Tuyền đó, Tuyền là nông dân. Nhưng mà là... nông dân về ngành nghề nào? Dạ em nuôi ong, bán ong giống cho bà con. Thì chơi đó giờ bị ong đánh chưa? Dạ nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán, xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây, xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh. Ảnh cùng nhóm với em, xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình, em thấy ảnh xấu quá. Hồi đó ảnh xấu lắm, ảnh mặc cái quần ngắn ngủn mà cái áo thì rộng thùng thình, mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay. Rồi sau đó em cũng có ấn tượng, rồi sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng, rồi cũng nhắn qua nhắn lại, xong rồi đi chơi. Thực ra là do lớp trưởng khích nên em tán thử. Nếu mà đổ thì đi nhậu, nhưng mà không đổ thì phải dẫn anh ấy đi nhậu.
nhưng mà cuối cùng là đổ và được một bữa nhậu được vợ luôn. Vừa được nhậu vừa được vợ, vừa được tiếng nữa chứ, đúng không? Và bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau? Một năm sau đó là tụi em yêu nhau. Năm đó là năm 2010. Sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ông lập nghiệp ở đó. Thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi. Em quen 7 năm. Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận, hay đòi chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn. Chỉ là ôm bên ngoài thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi, bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là chết. Ba mẹ em mắng chết, la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử, thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm nữa. Ôm lần nữa rồi một tháng sau lại lại chậm. Lại chậm. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm, mà em cũng sợ tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ đến ngày đám hỏi. Rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ cũng bình thường. Cái ngày bình thường sao? Ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi, đúng chưa? Dạ. Dạ. Sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là hôm sau hôn nhân đó. Đi, tức là lúc đấy sau, em thấy mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vợ em. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ như nào mà đáng sức, sợ? Sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, có như ai ép tàng ra đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của anh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi ảnh nhắn tin cho người yêu cũ của ảnh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu là không liên lạc gì nữa hết rồi. Bây giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia cũng sùng. Xong em nói cơn tâm bệnh. Em đánh rồi đi. Đánh luôn. Rồi. Đánh luôn á hả? Dạ, đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Toàn đồ mắc tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái ca nhựa thôi. Nghĩa là giận mà vẫn còn lý trí, đúng dạ. không? Hãy còn tật xấu trong em. Ảnh hồi yêu thì anh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc em mà làm sai cái gì cái chu cha anh nhăn, anh nổi cơn lên anh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc nóng tính rồi cũng nhăn nhó em. Vì em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, vậy là, ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con rồi? Em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, cả chim cú, cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sáp anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua anh đem về anh nuôi giữa nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có
Dạ em nuôi xong rồi em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm. Người ta lại bán lại cho em. Có lần em nuôi một cặp bồ câu nó... Trời, em thương hay là thương luôn. Em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về. Cái em đi ong, đi lên trại. Về cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn. Em ăn ngon ơi là ngon luôn. Vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn. Em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết. Xong vợ em bảo là ngon không anh? Bảo ngon. Bảo bồ câu của anh ấy. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy á. Mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Anh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó ỉa tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá, em nhăn ảnh. Em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu. Xong rồi cái em mới thử luôn. Con chuyện con tấm con cám. Em buồn cả tháng trời luôn. Bị ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim. Rồi giờ em vẫn còn mua thì lại. Em cũng thuyết phục vợ em. Nói vợ em là mấy con này nó tội lắm. Mình nuôi nó rồi mình giúp nó. Mà nuôi con này là có những cái này thích này, cái kia thích này. Con chăn nó tội lắm. Nuôi con chăn là sau này nó chơi với mình nó hiền lắm. Không có sao đâu. Hoặc là như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt. Em về em có bảo là em ơi có cái đàn heo kia tội lắm. Chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo đấy về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nóng một chút. Trong công việc thì không biết gì thì anh chỉ. Chứ còn đừng có mắng. Có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không? Có chuyện gì góp ý là... Chỉ công việc thôi ạ. Chứ trong gia đình em giống em là một chú cún. Chú cún không? Chú cún. Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi. Hai vợ chồng em rồi mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con. Hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú để em nuôi con. Bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ. Trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế, không bao giờ bị thiu. Rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho bé vú. Chỉ có dùng sữa công thức thôi. Thì bé nhà em nó hơi còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ. Đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì vợ em lại bị sốt xuất huyết. Thế là hai bố con phải cai sữa. Con cai sữa. Chỉ có con em phải cai sữa. Lúc đấy bé mới được 7 tháng thôi. Em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa miệng mài đứa thứ hai thì vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút. Sao vậy? Sao vậy em? Em cũng sợ ít sữa, sợ không đủ cho bé bú. Tại bé cũng nhỏ mà ít lấy cân lắm. Cho nên em cũng lo. Thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là thôi mua sữa thêm cho nó bú đi. Cái là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì? Dạ. Thực ra cái vấn đề nuôi con á, sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á, nó không phải là vấn đề quyết định đó em. Cho nên là em đừng quan niệm là vì cái đó mà con còi cọc. Nhưng mà tuy nhiên vậy nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất. Yeah. Chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng. Yeah. Đó, như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt. Yeah. Chứ còn nếu em mà ở Pleiku mà không khí mát mẻ, rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ. Dạ, bởi vậy em cũng rút kinh nghiệm đứa sau. Đúng rồi. Yeah. Em hy vọng điều đấy. Vì... Thôi thế chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha. Dạ. Anh chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai xuất hiện trong gia đình. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, em tên là Lê Văn Thành, năm nay em 28 tuổi, hiện đang làm bán hàng. Còn dạ, em? Còn em tên thật là Nguyễn Thái Hồng Uyên, năm nay em 28 tuổi. Em có đi làm hồi trước nhưng mà bây giờ em đã theo học lại nên giờ em là sinh viên cao đẳng của Kinh tế đối ngoại theo khoa chuyên ngành là kế toán doanh nghiệp ạ. Tụi em gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Tụi em đã quen nhau được 10 năm ạ, cưới nhau mới được 6 tháng hả? Quen nhau 10 năm mà cưới nhau 6 tháng, hay vậy? Có những người mà quen cái là tháng sau cưới liền, các bạn tới 10 năm sau. Trời ơi. Tụi em là mối tình đầu với nhau ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy kể cho nhau nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ như vậy, cái bạn thân của vợ em á thì là học chung với em được một năm là năm lớp 12 thôi. Thì bạn đó cũng có nói thích em nhưng mà em không có ấn tượng gì về bạn đó hết. Thì bạn đó cứ đeo theo em hoài à.
Wow. Rồi trong một cái lúc bữa thì ra chơi thì em ngồi em đọc chuyện trong căn thư viện á, thì bạn ấy có dẫn vợ em tới giới thiệu đây là bạn thân của mình. Ấn tượng đầu tiên em nhìn với vợ em thì cũng rất là bình thường, giống như là hai bạn chào hỏi quen biết nhau thôi chứ không hề ấn tượng gì hết. Là ấn tượng nhất thì chủ yếu là cái ngày 20 tháng 11 á, thì cái ngày đó là em ấn tượng vợ em. Là cái bữa đó xui có một cái như vậy. Xui một cái như vậy. Dạ. Cái bữa đó có hẹn đi chơi với vợ em, bạn bè thôi, em không có ý gì hết. Nhưng mà đến gặp em xong nói trời hôm nay Uyên dễ thương quá, em cũng nở mũi luôn ạ. Cái câu thứ hai à, xin lỗi Uyên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Mình thì có tiền đi xe buýt rồi, đến đây là hết tiền rồi, thôi hai đứa đi về ha. Trời ơi, em nghe xong em hụt hẫng lắm ạ, cái em tức quá, nói cứ đi chơi với mình đi. Đãi cho, bao nhiêu tiền trả hết. Em thích vợ em từ cái bữa đó đó. Thứ nhất là vợ em phóng khoáng. Tại vì thường hồi xưa đó, em đi học em thấy mấy bạn là cũng là hay tính lắm. Kiểu như đi chơi với anh trai là để anh trai trả tiền, để anh trai tính tiền. Ở trong cuộc đi chơi đó là hai người thích nhau đúng không? À, nhưng mà đơn phương một bên thích, còn em vẫn ghét là tại vì em muốn phá cái cuộc tình này của bạn thân em. Em muốn cướp bạn thân lại thôi à, chứ em không có ý gì hết à. Như em muốn cướp bạn thân là bạn gái của em đó, bạn thân gái, nhưng mà vô tình là em cướp luôn người yêu, người mà bạn gái em yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên mới bị mang tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Tới như vậy này thì chính thức gọi là thích nhau. Thì là cái giai đoạn đó là đang lớp 12 phải không? Dạ đúng ạ. Kể đi, kể những cái sóng gió trong tình yêu học trò coi. Em ở trường thì cái học sinh của em này thì hơi bị hiếu động, có thể là mang là những cái thành tích nó bất hảo ở trường, cho nên á là khi em hay đi với nhau thì thầy cô trong trường cũng để ý, tại vì vợ em lúc đó là một học sinh ngoan hiền, em thì là một sinh cá biệt của trường. Ba em đi rước vợ em vô tình đó là ông ấy có cái nhìn không tốt về em rồi, cộng với lúc đó là em để mái tóc hai mái của đang trường em, mà cái lúc đó là vô tình cái kiểu em để nhìn nó bọng trợn quá đi, là ổng nhìn ổng càng là ngứa mắt nữa. Dạ, cho nên là thấy vợ em nó quen em rồi không cho, mà vợ em vẫn cứ quen, cũng hai đứa cứ đi về chung, đi học chung. Đi suốt, thành ra là nói không được, thành ra mới dùng cái đòn roi tới quýnh vậy. Đánh dữ không? Có, khoảng thời gian áp lực lắm á, em mới bắt đầu em bỏ nhà đi tổng cộng 5 lần đó. Tới lần thứ 5 là ba mẹ em không kiếm em lại nữa. Có nghĩa là em bỏ đi tới lần thứ 5 là coi như ba má không đi tìm em luôn á. Dạ, lần thứ nhất là như thế nào? Lần thứ nhất thì ba em chỉ nói thôi, ba em chỉ la thôi ạ. Nhưng mà tại em tức quá em không biết là phải giải thích như thế nào để cho ba hiểu. Rồi cái em buồn quá cái em bỏ đi. Rồi lần thứ 2? Dạ, lần thứ hai là vẫn tiếp tục đi nữa, ba em lại thấy nữa, lần này là bắt đầu ba em lại nhằn nhằn nữa, mà nhằn nhiều hơn nữa. Mà em nói không lại nên tức quá em bỏ đi tiếp ạ. Và em ra tiệm nét em ngồi thôi, vô tình thì có bạn thì họ khuyên em nên về rồi ba em tới rước ạ. Tới lần thứ ba là em bỏ qua nhà bạn này ạ. Gần 11 đêm em đi bộ qua nhà bạn này, kêu bạn này xuống. Bạn này cũng xuống, bạn nói hết hồn luôn, thấy em. Bạn nói thôi thôi đứng ngoài đợi mình tí, để mình coi gia đình mình còn ai ngủ chưa, nếu mình ngủ hết rồi thôi để mình cho bạn vô nhà để ngủ nhờ. Mình cho bạn. Rồi nhưng mà một đi là không trở lại luôn ạ. Đi vô ngủ luôn ạ. Em ngồi ngoài ạ. Trời ơi, nó ngủ ngoài vô ngủ quá vô ngủ luôn. Em ngồi chơi với mấy con mèo hoang luôn. Khoảng chừng một tiếng, hai tiếng sau, mẹ của bạn này thì có sạp ngoài chợ Tân Định. Bà ấy bán cho tới 2 sáng bà ấy về thì thấy em ngồi, hỏi phải ni không? Cái em nói dạ. Cái rồi ủa sao ngồi đây? Dạ tại con bỏ đi, con mới gặp Khoa. Ủa Khoa đâu? Dạ Khoa vô nhà mà Khoa nói con đợi mà con không thấy Khoa ra. Cái má Thúy mới lực đực chạy vô hỏi Khoa. Xong rồi lên thì lát sau thấy chồng xuống, chồng nói một câu xin lỗi nha, nãy giờ ngủ quên. Em có tâm ghê à. Có tâm hết sức luôn à. Rồi còn lần thứ tư. Lần này là tụi em ngủ ở công viên. Nhưng mà tại sao bạn này lại đi? Vợ em bữa đó có gọi điện cho em, nói là cũng bị ba đánh nữa. Em qua em an ủi rồi em chở đi ăn uống. Xong em kêu trở về nhà nha. Rồi nhưng mà vợ em nói là bây giờ về là bị đánh nữa. Thì hành ra lúc đó là không dám về. Cái gặp hai chị em dìm vòng chút xíu thì lại mưa to. Rồi lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Mà tối thì chúng có 10-20 nghìn hồi học sinh thì em không có tiền. Cái là tụi em phải ra công viên là hai đứa ngồi tới sáng luôn. Thì cái lần thứ 5 á là học xong lớp 12, em có nói vợ em là bây giờ là học xong có lấy cái bằng đi. Rồi lần này nếu mà nói chuyện với gia đình không được, ba mẹ không hiểu nữa, thì để Thành để dành tiền, Thành mướn cái phòng trọ ngoài. Ra rồi phải trọ ngoài rồi hai đứa mình đi làm kiếm tiền, để sau này khi mình chứng tỏ cho ba mẹ thấy là hai đứa mình có đàng hoàng chứ không có gì. Để ra ngoài vài năm đi, sau này gia đình
nhìn nhận lại con người của em. Có nghĩa là lần thứ năm bị đánh là coi như em đi luôn đó. Lần thứ năm em không có bị đánh là chỉ ba em chỉ bắt đầu dùng lời nói, nhưng mà tại em quyết định rồi á. Em bỏ đi là em chỉ muốn chứng minh cho ba em biết là em có thể tự lập được. Nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là hai vợ chồng em hết đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, em đã tốt nghiệp lớp 12 rồi ạ. Rồi tụi em mướn phòng. Dạ đúng. Em thì vẫn ở gia đình em, mà em mướn cái phòng cho thuê ghép á, gần nhà em để mà tiện qua lại. Rồi tiền ở đâu ra? Cái tháng đầu tiên là mỗi ngày em tích góp cái tiền mẹ cho mỗi ngày đi học á, ăn uống á. Em nhịn em không ăn uống để dành đó. Để dành một tháng được 200 ngàn là đủ là cho ghép một tháng. Thì em tính cái đó một tháng đó đầu ra là hai đứa là đi làm phục vụ làm gì đó kiếm tiền rồi đắp thêm. Sau một năm thì em có qua nhà bạn chồng em chơi, bà ngoại của chồng em nói câu rất là dễ sao thương luôn ạ. Nói câu gì sao? Là nói là thằng Khoa nó trên gì gì đó dưới gì đó. Trên răng dưới dép. Đó. Đúng không? Trên răng dưới gì dép. Vậy mà sao mà có gì đâu mà sao con cứ theo nó hoài vậy? Cứ dính như Sam luôn á. Cứ dính như Sam hoài à. Thì thành ra là cũng thấy là hai đêm cả năm rồi. Thì xong hả? Rồi bà ngoại mới cho phép là thôi kêu Ni về đây đi, ở đây. Giờ ngoại coi nó như con cháu dâu. Thì kêu về đi, ở đây đi. Ngoại lo cho rồi hai đứa lo mà ăn học rồi này tiếp. Rồi sau khi em về ở với bà ngoại chồng thì là như thế nào? Bà tạo thoải mái cho em rất nhiều, không phải bà nữa mà là cả ông và cả mẹ chồng luôn ạ. Rồi bạn này có thường xuyên ngủ lên? Dạ không ạ, khoảng thời gian đầu là em ngủ với mẹ chồng ạ. Vẫn ngủ riêng? Dạ vâng chồng ạ. Trong sáng? Dạ vâng ạ. Rồi tới bao lâu thì tụi em mới chính thức là lấy nhau? Được cho phép ngủ chung ạ, là khoảng sau 5 năm ạ. Lúc đó mẹ chồng và cả bà ngoại thì cho phép ạ. Sao lúc đó mình không làm đám cưới luôn mà để tới mãi sau này là mới cưới có mấy... Sao Thành? Tại là gia đình bên kia vẫn chưa chịu mà. Nhưng mà lúc mà em về ở bên nhà Thành là bên ba mẹ em có biết không? Dạ em nghĩ là họ biết, nhưng mà em né em không có gặp họ. Tại em hơi sợ, em cũng không biết phải đối mặt với ba với mẹ như thế nào. Tại em đã mang tiếng là con gái bỏ đi rồi. Mà bỏ đi theo trai nữa hả? Nhưng mà rồi tới lúc mà tụi em cưới là mới đây đúng không? Dạ. Là đúng được ấy, thì lúc đó là ba mẹ đã đồng ý chưa? Tụi em đăng ký kết hôn là ba mẹ đã đồng ý rồi. Mà bây giờ bên phía gia đình em rất là thương chồng em và thương hơn cả em luôn ạ. Nhưng mà bây giờ thì ba mẹ em đã tha lỗi cho em chưa? Dạ rồi ạ. Tha là mấy năm rồi? Cũng được là 5 năm hơn ạ. Là đã tha thứ từ cái 5 năm hơn đó. Dạ, có nghĩa là ba mẹ em á là giận em trong vòng khoảng 5 năm. Dạ đúng ạ, không nhìn mặt con gái luôn. Không nhìn mặt con gái và con gái cũng không lội ngược dòng trở về luôn. Em rất sợ, mẹ em lại không dám về. Em chỉ lén về, chạy về em thăm với em bỏ em chạy đi lại. Sợ ba đánh đòn? Chỉ sợ ba bắt em lại. Tại vì em thuộc dạng em thích tự lập, em không có muốn bị quản thúc nữa hả? Tại em đã đủ tuổi rồi, 18 tuổi là em có thể tự lo cho bản thân em được hả? Bây giờ chị chỉ hỏi em vậy thôi. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em vẫn chưa có em bé. Thế ví dụ sau này mà tụi em có em bé, rồi con em nó lớn lên nó cũng y như em vậy đó, thì ví dụ như lúc đó con gái em không gặp được một người chồng như em, tốt như đó. Em mà gặp một cái thanh niên mà không ra gì cả và chỉ gọi là xâm phạm con gái em xong rồi là nó bỏ, thì em nghĩ thế nào? Ở đây chị muốn nói vấn đề là rất may mắn cho em gặp được chồng em với lại gia đình chồng em. Dạ vâng ạ. Cái xác suất đó là vô cùng thấp, không phải là ai cũng sẽ gặp được một hoàn cảnh như vậy. Cho nên là em xếp vào loại may mắn, nhưng chưa chắc gì con em nó đã may mắn như vậy nếu như có chuyện gì xảy ra. Ở đây chị muốn nói là cái việc làm của em chưa đúng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ rồi. Tại vì rõ ràng 5 năm rồi ba mẹ đã thay đổi về cái suy nghĩ là đã tha thứ cho em. Thì có nghĩa là ở đây là ba mẹ chỉ sợ em gặp trường hợp như chị vừa nói ra. Dạ đúng ạ. Đúng không nào? Dạ đúng. Cho nên á, ở đây nếu mà về phía chị sẽ không khuyến khích cái việc này. Dạ. Và em sau này cũng vậy, nếu em có được một đứa con gái, đừng có nói là sau này con gặp cái gì thì con phải tự chịu trách nhiệm. Không có, không được như vậy. Tuy nhiên chưa hẳn là ba làm đã đúng. Bởi vì sao? Cái cách làm của ba hơi bị cứng nhắc quá. Dạ. Thành ra là làm cho em sợ ba mà em không dám chia sẻ nhiều. Đúng không? Thì ở đây á, Vân chỉ muốn nói là với trường hợp của hai bạn này thì là nếu như các bậc cha mẹ mà gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, hoặc các bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Cha mẹ con cái phải hiểu nhau để mà có thể bảo vệ được con mình một cách tối đa. Cái đó là cái điều kêu gọi bây giờ. Cho nên Vân nghĩ vậy đi, hai vợ chồng nên có một lời nói với cha mẹ vợ. Dạ có. Em thì là em cảm ơn gia đình nhà chồng là quá rồi. Thực ra chị cũng quá ngưỡng mộ gia đình chồng em. Nhưng mà riêng hai đứa em phải nói một lời gì đó với cha mẹ vợ. Ba mẹ vợ, nhất là ba. Dạ có. Con không biết phải nói như nào, nhưng mà thông qua chương trình này, mục đích của con là muốn xin lỗi ba với mẹ hả?
cảm ơn phía gia đình chồng con, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con với chồng để có cơ hội để nói ra những gì mà tụi con đã chất chứa tới 10 năm mà tụi con không dám nói. Tụi con thương ba mẹ nhiều lắm ạ. Con thương rất là nhiều luôn. Nhiều lúc con nhìn ba với mẹ ngủ con cũng muốn ôm ba mẹ giống mấy đứa em vậy đó. Nhưng mà con lại cười thôi. Nhiều lúc con muốn hỏi ba bệnh gì, ba đau cái gì không, nhưng mà con lại không dám nói. Nhưng mà con cố gắng con sẽ kiếm thật nhiều tiền hoặc phát triển cái tài chính của mình lên để có thể lo cho ba với mẹ và thay cho mấy đứa em nữa ạ. Và cả gia đình, làm rạng rỡ gia đình luôn hả. Con xin cảm ơn hả. Con thưa với ba mẹ, dạ, thông qua chương trình này con cũng muốn nói với ba mẹ một điều. Con không phải là như những người là ba đã nhìn nhận. Con không có bộc bột như lúc trước. Từ khi mà quen con gái của ba đi á, con chín chắn nhiều. Con một lòng một dạ với lại con của gái của ba, chắc chắn từ đây tới sau này nữa. Thì mong ba yên tâm. Thế đó, thì trong khoảng 10 năm nay, không phải là một thời gian ngắn, thì con nghĩ chắc ba cũng nhìn nhận và con ngửa con. Thì do đó thì ba cũng đã tha lỗi cho con thấy ba đã chấp nhận con rất là nhiều. Con cảm ơn ba và mẹ nhiều. Tụi con họ cười mà tôi muốn khóc. Tụi em lên đây là mục đích là cái nhất là quan trọng là xin lỗi ba với mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người tạo điều kiện cho tụi em được quen với nhau và tới với nhau ạ. Thứ hai là tụi em muốn kỷ niệm lại 10 năm tình sử ạ. Dù có thứ thốn nhiều thứ nhưng tụi em vẫn cố gắng nắm tay nhau để vượt qua điều đó. Cái nắm tay của em với chồng em là anh cũng đồng cảm được cái điều mà em vừa nói. Nhưng mà những đây thì anh nghĩ là em cũng nên nói một điều gì đó với bên mẹ chồng em. Bà ngoại với mẹ Thúy của em đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi con cảm ơn bà rất là nhiều dù bà đã không còn ở trên đời ạ. Và cả ông ngoại nữa ạ. Ông ngoại là người luôn dạy cho con nhiều thứ ạ. Và cả má Thúy nữa. Má thương con lắm. Bởi con lần đầu tiên con cảm động lắm. Tại vì trước giờ con chưa được ôm mẹ con. Nhưng mà con đã được ôm má Thúy nên con cảm nhận được cái tình mẹ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thật sự con rất là ngưỡng mộ má Thúy hả. Chị nghĩ rằng sau đây là ba mẹ xem em sẽ hiểu được tấm lòng của con gái. Dạ. Hồi nãy Quyên có nói là Quyên chưa bao giờ em ôm mẹ em và ba em á. Thì sau chương trình này hơi nên ù chạy về nhà. Chạy về nhà. Một cái. Đúng rồi, em ôm. Bởi vì đó là một cái vòng tay hạnh phúc, phải không? Bây giờ xong chương trình này chạy về ôm má Thúy một cái. Phải không? Xong xuôi. Lo cho má Thúy. Về ôm, lo cho má Thúy. Ba mẹ vợ một cái. Đúng rồi. Đúng chưa? Được không? Rồi chúc cho hai em lúc hạnh phúc, nào hạnh phúc. Cũng tươi cười hạnh phúc. Dù có giông bão cỡ nào cũng vượt qua hết. Nghe, hạnh phúc và giàu sang.